mà. Đâu là đây thì ghế đâu. Lo nhỏ quá không ta? Xoay cái lô qua đây, xoay qua cái... Em hãy cho cô biết cái niệm chương trình bậc nhất mà bậc. Thank you.
chân nói đúng chứ không phải là như mấy bạn mày nói. Các em nghe bạn giải thích chưa? Giữa bạn trinh và bạn giàu là tình bạn hoàn toàn trong sáng, có những cảm xúc bạn đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.